Kính chào quý vị và các bạn. Trong bản tin thời sự ngày hôm nay, chúng tôi xin được gửi đến cho quý vị và các bạn những thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh COVID-19. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Thưa quý vị, Bộ Y tế cho biết, hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 đã ghi nhận hơn 13.698 ca mắc mới, trong đó 21 ca nhập cảnh và 13.677 ca được ghi nhận trong nước, giảm 829 ca so với số ca mắc của ngày trước đó tại 60 tỉnh, thành phố, có 7.538 ca trong cộng đồng. Các địa phương ghi nhận số ca mắc giảm nhiều nhất so với ngày trước đó là Đắk Lắk giảm 284 ca, Bình Dương giảm 228 ca, Bà Rịa Vũng Tàu giảm 119 ca. Các địa phương ghi nhận số ca mắc tăng cao nhất so với ngày trước đó là Bạc Liêu tăng 80 ca, Bến Tre tăng 88 ca, Thành phố Hồ Chí Minh tăng 83 ca. Trung bình trong 7 ngày qua, Việt Nam có hơn 13.568 ca trong một ngày. Từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có hơn 1.266.288 ca mắc, đứng thứ 35 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi về tỷ số ca mắc trên 1 triệu dân, nước ta đứng thứ 149, bình quân cứ 1 triệu người có 12.846 ca mắc. Trong đợt dịch thứ tư, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca mắc mới ghi nhận trong nước là 1.261.035 ca, trong đó có 1.002.493 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 13.258 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày, nâng tổng số người được điều trị khỏi lên 1.005.310 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.600 ca. Ngày 2 tháng 12, nước ta ghi nhận 210 ca tử vong. Trung bình trong 7 ngày qua, nước ta có 179 ca tử vong mỗi ngày. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam từ đến nay là 25.658 ca, chiếm 2% tổng số ca mắc. Tại họp báo chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2021, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn cho biết dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, số ca mắc cao và số ca tử vong có xu hướng tăng. Qua thống kê, hầu hết số ca tử vong tăng nhiều ở nhóm người trên 50 tuổi, có bệnh nền như tiểu đường, ung thư, tim mạch, chiếm khoảng 84%. Trước thực trạng đó, Bộ Y tế đề ra một số giải pháp như quan tâm theo dõi người có bệnh, nhiều tuổi, có nguy cơ cao. Các bệnh viện thực hiện đánh giá, phân loại cụ thể nguy cơ và theo dõi sát sao bệnh nhân từ đầu. Tiếp tục hỗ trợ nhân lực cho các địa phương có số ca nặng cao, tăng cường công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, vệ sinh môi trường, giảm nguy cơ nhiễm khuẩn trong bệnh viện, giảm tử vong, kích hoạt trung tâm hỗ trợ chuyên môn từ xa, phân tầng điều trị đúng hướng dẫn của Bộ Y tế để tránh tình trạng quá tải hoặc làm tăng nguy cơ tử vong. Kiên trì thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Ngày 2 tháng 12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2021. Theo Thủ tướng, nhìn tổng thể hiện nay cả nước kiểm soát được dịch bệnh để khôi phục, phát triển kinh tế, xã hội. Công tác phòng chống dịch bệnh, tiêm vaccine, điều trị bệnh nhân tiếp tục được triển khai quyết liệt, tích cực tìm kiếm, mua nghiên cứu và tìm vaccine, thuốc điều trị, vật tư y tế. Đến ngày 29 tháng 11 đã tiêm được 122,2 triệu liều. Tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều vaccine là 94,3% dân số từ 18 tuổi trở lên, trong đó tiêm đủ hai liều vaccine là 69,6%, đẩy nhanh triển khai tiêm vaccine cho người dưới 18 tuổi. Tuy vậy, Thủ tướng cũng chỉ ra một số hạn chế như dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp và dự báo còn diễn biến phức tạp hơn trước do nguy cơ xâm nhập của biến chủng Omicron, số ca mắc và tử vong do COVID-19 có xu hướng tăng. Bên cạnh đó vẫn có những hạn chế là do một bộ phận vẫn chủ quan, lơ là với dịch COVID-19. Khâu thực hiện các biện pháp chống dịch vẫn có nơi còn yếu. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục nắm chắc, dự báo tốt tình hình, đặc biệt là về dịch COVID-19, kiên trì thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 theo nghị quyết 128, nghị quyết của Chính phủ. Thủ tướng nhấn mạnh phải có kế hoạch cụ thể, chi tiết và triển khai tiêm vaccine an toàn, hợp lý, hiệu quả, phấn đấu đến hết năm cơ bản tiêm đủ 2 mũi cho người từ 18 tuổi trở lên, tiếp tục triển khai tiêm vaccine cho trẻ em, tiêm mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên, phải rà soát lại các quy trình và việc thực hiện trong quá trình tiêm chủng, không để xảy ra các sự cố đáng tiếc. Đặc biệt, tiếp tục nâng cao ý thức của người dân trong phòng chống dịch, người dân vừa phải là trung tâm, vừa phải là chủ thể trong phòng chống dịch. Thực hiện nghiêm công thức 5K cộng vaccine, thuốc điều trị cộng công nghệ, cộng ý thức người dân, cộng các biện pháp khác. Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện xây dựng chiến lược tổng thể về phòng chống dịch COVID-19 và chương trình phục hồi, phát triển kinh tế, xã hội để trình Quốc hội vào kỳ họp cuối năm. Thưa quý vị, nhiều địa phương phía Nam ghi nhận số ca mắc mới cao. Liên tiếp những ngày qua, số ca mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh Cà Mau gia tăng. Đáng quan tâm là số ca ghi nhận mới trong cộng đồng vẫn chưa hạ nhiệt. Thưa quý vị, Mỹ ghi nhận các ca nhiễm COVID-19 do biến thể Omicron ở 3 bang.
Theo thông tin từ các phóng viên tại Washington, các quan chức y tế Mỹ ngày vừa qua đã cho biết có 3 bang ở nước này gồm California, Colorado và Minnesota ghi nhận các ca nhiễm COVID-19 đầu tiên do biến thể Omicron. Các trường hợp trên đều đã được tiêm phòng đầy đủ và chỉ có các triệu chứng nhẹ. Theo thông báo, bệnh nhân ở Minnesota là trường hợp đầu tiên bị nhiễm COVID-19 do biến thể Omicron trong cộng đồng sau khi tới thành phố New York và tham dự một hội nghị được tổ chức tại trung tâm Javits từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 11. Trong khi đó, giới chức y tế bang Colorado cho biết ca nhiễm COVID-19 do biến thể Omicron ở bang này trước đó đã đi du lịch tới miền Nam châu Phi. Tương tự, ca nhiễm ở bang California cũng từng đi du lịch tới Nam Phi. Ngay sau khi nhận được thông tin trên, các cơ quan chức y tế thành phố New York đã kích hoạt đội ngũ truy dấu vết những người tham dự hội nghị nhằm ngăn chặn sự lây lan của biến thể Omicron. Thị trưởng thành phố New York nhận định biến thể Omicron đã lan truyền trong cộng đồng. Tiến sĩ Lena Wen, giáo sư sức khỏe cộng đồng tại Đại học Washington, cho biết vấn đề chỉ là thời gian trước khi có thêm nhiều trường hợp nhiễm COVID-19 do biến thể Omicron được phát hiện ở Mỹ. Cùng ngày, nhằm ngăn chặn sự lây lan của biến thể Omicron nguy hiểm, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố các quy định mới về xét nghiệm mới đối với du khách quốc tế, đồng thời cam kết trong những tuần tới, người dân Mỹ sẽ có quyền xét nghiệm COVID-19 tại nhà miễn phí và nhanh chóng. Với quy định mới, du khách quốc tế tới Mỹ phải có xét nghiệm COVID-19 âm tính trong 24 giờ trước khi lên chuyến bay tới Mỹ, thay vì 3 ngày như chính sách hiện nay. Hiện tại, các nhà khoa học đang tiến hành các nghiên cứu để đánh giá khả năng lây lan cũng như mức độ gây bệnh của biến thể Omicron, cũng như nghiên cứu tính hiệu quả chống lại biến thể này của các loại vaccine hiện nay. Thưa quý vị, tìm ra nguyên nhân dẫn đến biến chứng đông máu sau tiêm vaccine ngừa COVID-19 của AstraZeneca. Nhà khoa học Anh và Mỹ mới đây đã tìm ra nguyên nhân dẫn đến tình trạng đông máu hiếm gặp sau khi tiêm vaccine ngừa COVID-19 do AstraZeneca sản xuất. Mặc dù vaccine do AstraZeneca sản xuất đã giúp hàng triệu người tránh được nguy cơ mắc COVID-19, song mối quan ngại về chứng đông máu đã ảnh hưởng đến việc sử dụng vaccine này trên toàn thế giới, bao gồm cả việc chuyển sang dùng loại vaccine khác cho người dưới 40 tuổi tại Anh. Chính vì vậy, các nhà khoa học đã quyết tâm tìm ra nguyên nhân cũng như cách phòng ngừa biến chứng này. Nhóm nghiên cứu tại Đại học Cardiff đã được chính phủ hỗ trợ tài chính để tìm ra câu trả lời. Tham gia dự án còn có các nhà khoa học của AstraZeneca. Qua nghiên cứu, các nhà khoa học đã chứng minh một cách chi tiết về quá trình protein trong máu bị hút vào một thành phần chính trong vaccine. Họ cho rằng đây chính là nguyên nhân kích hoạt chuỗi phản ứng có sự tham gia của hệ miễn dịch, từ đó thúc đẩy việc hình thành các cục máu đông. Người phát ngôn của AstraZeneca nhấn mạnh sự xuất hiện của các cục máu đông có nhiều khả năng là do mắc COVID-19 thay vì do tiêm vaccine, song vẫn hiện chưa có giải thích đầy đủ về nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này. Theo người phát ngôn, nghiên cứu mới đã đem đến các góc nhìn thú vị. Dựa trên những hiểu biết này, công ty AstraZeneca đang tìm kiếm cách thức để loại bỏ biến chứng đông máu hiếm gặp. Hiện có hai manh mối để các nhà nghiên cứu điều tra chứng đông máu hiếm gặp. Thứ nhất là nguy cơ đông máu chỉ bắt gặp ở một số công nghệ sản xuất vaccine nhất định. Thứ hai là những người đông máu đều có kháng thể bất thường chống protein trong máu, có tên gọi là yếu tố 4 tiểu cầu. Các vaccine tại Anh đều sử dụng công nghệ truyền một đoạn mã gen của virus SARS-CoV-2 gây COVID-19 vào cơ thể người để huấn luyện hệ miễn dịch chống virus. Riêng vaccine của AstraZeneca sử dụng adenovirus, virus gây cảm lạnh, làm công cụ truyền mã. Các nhà nghiên cứu cho rằng adenovirus có thể liên quan tới chứng đông máu hiếm gặp tại một số người. Vì vậy, họ đã sử dụng kính hiển vi điện tử để chụp ảnh adenovirus chi tiết đến cấp độ phân tử. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng bề mặt của adenovirus hút protein 4 tiểu cầu như một cục nam châm. Giáo sư Alan Parker, một trong những nhà nghiên cứu tại Đại học Cardiff, cho biết bề mặt của adenovirus có điện tích âm, trong khi 4 tiểu cầu lại chứa tích điện tích dương, khiến chúng hút nhau rất mạnh. Mặc dù các nhà khoa học bước đầu đã xác định nguyên nhân, song quá trình tiếp theo còn phải trải qua rất nhiều bước. Các nhà nghiên cứu tin rằng giai đoạn tiếp theo là sai sót liên quan đến hệ miễn dịch, song cần có nghiên cứu sâu thêm mới có thể chứng minh được điều này. Theo các nhà khoa học, cơ thể bắt đầu tấn công 4 tiểu cầu sau khi nhầm nó là một phần của adenovirus. Điều này khiến nhiều kháng thể được tạo ra trong máu kết hợp với 4 tiểu cầu và tạo nên các cục máu đông rất nguy hiểm. Tuy nhiên, hiện tượng này vô cùng hiếm gặp do nó là kết quả của hàng loạt sự kiện không may. Tình trạng đông máu còn gọi là giảm tiểu cầu huyết khối miễn dịch liên quan đến vaccine, bị cho là có liên quan đến 73 ca tử vong trong gần 50 triệu liều vaccine của AstraZeneca được sử dụng tại Anh. Giáo sư Parker khẳng định không có ai có thể dự đoán được biến chứng liên quan đến vaccine và nguy cơ xảy ra cũng rất thấp. Do đó, thế giới cần nhìn vào bức tranh lớn hơn là vaccine này đã cứu sống được bao nhiêu mạng người. AstraZeneca ước tính vaccine của hãng đã giúp cứu sống hơn 1 triệu người và ngăn 50 triệu ca mắc COVID-19 trên toàn thế giới. Về phần mình, Đại học Oxford từ chối bình luận về nghiên cứu trên.
Tiến sĩ Will Lester, bác sĩ chuyên khoa về huyết học tại Bệnh viện Đại học Birmingham, nhận định đây là một nghiên cứu chi tiết giúp giải thích những diễn biến đầu tiên trong quá trình hình thành các cục đông máu. Hiện vẫn còn nhiều câu hỏi chưa có lời giải đáp, như tại sao có một số người có nguy cơ bị biến chứng cao hơn và tại sao đông máu lại phổ biến nhất ở tĩnh mạch não và gan, đòi hỏi một nghiên cứu sâu hơn. Nhóm nghiên cứu hy vọng phát hiện của họ sẽ giúp cải thiện vaccine sử dụng adenovirus. Trong tương lai, qua đó giảm bớt nguy cơ xảy ra các hiện tượng hiếm gặp này. Nghiên cứu này đã được đăng trên tạp chí Tiến bộ Khoa học. Thưa quý vị và các bạn, bản tin thời sự hôm nay sẽ được tạm dừng tại đây. Tất cả những thông tin mới nhất chúng tôi sẽ cập nhật cho quý vị vào bản tin tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.